Hứa nha. Con hỏi chú là chú nói cái đề cái mà cuộc đời lao lý chấm hết á. Ừ. Con nói hỏi chú là chẳng hạn như con cũng xem các cái clip của Thúy Nga rồi một số người Việt Nam về phường Cali. Con thấy đi quay rất nhiều thành phố ở Mỹ có rất nhiều người vô gia cư. Thực chất thì ở Việt Nam thì không có tồn tại hai từ, đó là homeless và vô gia cư. Ở Việt Nam người dân đây hỏi chú, hỏi chú khoảng 100 người hỏi homeless cái gì họ không biết đâu, gọi là hỏi là người vô gia cư là cái gì. Người Việt Nam không có, hầu như không dùng cái từ đó. Bởi vì ở đây thì chú thấy là nói một cách khác không có vô gia cư. Người Việt Nam là 100% không ai không có nhà. Cái người nghèo nhất á là ở trong thành phố này theo tôi biết á là họ không đi mướn phòng trọ, không có chuyện ngủ ngoài đường, không có chuyện tự hôm đấy cái là vô gia cư không là không có nhà, không có cửa, không có mẹ cả. Ở Việt Nam không hoàn toàn không có đâu đó. Ít nhất cái người bán vé số là mình nói gọi là cái như là một cái sự coi như là thấp nhất cái trong cuộc sống người ta, mà người ta mới có phòng trọ chứ đừng nói chi. Nhưng mà tao nhắc chút xíu người ta mới nghe cái vụ bán vé số mà tao kể về mày cười sặc mưa sặc máu luôn. Mình không nghĩ ra nhưng thực chất có mà quay làm khách á. Cái làng bán vé số á, cái làng bán vé số tao không nói, mà người bán số dạo á. Vui lắm. À, thì trong cái bữa mà ra qua hai chuyến chơi thì cũng có thằng kia cũng khoảng 18-20 tuổi 19 cũng khoảng lớn rồi, cũng khoảng 30-40 tuổi rồi. Đi bán cái số cầm cũng đổ nón lụp sụp vô hỏi ê anh mua số không, tao nói tao không mua mày ơi, mua rồi ấy mua đất không cái đồ bán số bán vé số mà đi đâu dịch đất đai mới là ghê luôn. Tao buồn cười ghê, nó buồn cười lắm. Mà ở trong làng ở Lưu Long Khánh có cái làng bán vé số, tao buồn cười bởi tao nói mới nghe coi vậy mà không phải vậy, nó buồn cười kỳ cục gì đó. Nghe đúng không? Cái nghề bán vé số của anh là nghề đi chơi, thì thay vì anh đi chơi anh đi rao bán mình để mà đất đai thì ảnh là giao dịch mà đất đai thì ảnh buồn quá, anh cầm cái số đi bán, vừa bán vừa dễ thân cận, dễ tiếp xúc hơn, dễ hơn. Có biết đất rẻ không? Buồn tao buồn cười tao còn cười ra không làm cười ra nước mắt luôn á, là khái là như vậy. Bây giờ nhắc lại mày nói câu đó thì tao mới nói cho mày nghe nè. Thì con nói là con thấy nhiều thành phố lớn là có nhiều người vô gia cư ở ngoài đường mở cái lêu gì đấy. Đúng rồi, đó là vô gia cư đó. Họ không thì 99% thì tất cả những người đó đều vướng vào lao lý. Có nghĩa là như vậy, họ phạm tội mà phạm tội rồi nó không phải là có hoặc là có án tích hoặc là không có án tích hoặc là ra tù hoặc ra tù, nhưng dù muốn không họ vẫn có bị một cái tích kịch là một lý lịch sơ yếu đen. Nhưng mà thí dụ như mà anh không hòa nhập được ra khi anh mãn hạn tù, anh không thể nào hòa nhập được ra ngoài. Lý do cái này, lý do là ở chỗ là tất cả những người nào thu nhận anh vào làm việc nó gọi là check background. Check background cái là coi lại cái tư liệu sự cái sử liệu tiền cái tiểu sử của anh, thì họ thấy anh bị ăn tù nè, họ thấy anh buôn bán ma túy nè, họ thấy anh có những cái vết đen trong cái lô hổng đó, thì không bao giờ họ thu nhận. Chính vì chỗ họ không kết nạp anh, họ không thu nhận, họ không mướn anh thì anh chẳng có tiền, mà anh chẳng có tiền thì anh không có thể nào mướn nhà được. Thì ra đường ở thôi, tức là anh cái người ta đó nó liền ra ngoài khỏi xã hội. Cái xã hội Mỹ nó không có chấp điều đó và nó không chấp nhận cái người án tù để đi vào làm công dân cho đó. Thì làm sao mà anh có tiền cho đó được, vô tình anh đi ra khỏi ngoài xã hội, anh không có làm được gì cả, anh ở giống như kiểu gì ở thì mà ở thôi. Thứ nhất là xin tiền, thứ hai là làm những cái quái vật như là cắt cổ mướn hay là cái đại khái gì. Chứ thật sự là nếu mà vào một cái mường người coi như là công dân đàng hoàng thôi, cái xưởng ấy hãng chữa thì không bao giờ được, nó không chấp nhận. Chính vì cái chỗ đó thành ra anh phải ra đường ở, nó có hệ lụy là kéo theo đó là vợ chồng con cái tan vỡ, gia đình mất tiêu luôn, họ giống còi cả. Bởi vì thằng vợ con vợ con nó không chấp nhận, xã hội không chấp nhận mày, tao sẽ chấp mày được, nó đuổi ra khỏi nhà luôn. Trong đó nó có Mỹ trắng Mỹ đen đủ thứ Mỹ trên đời, kể cả người Việt Nam cũng có như vậy. Không có thằng nào mà hỏi nó mày phải coi Thúy Nga coi con gì đó, nó hỏi ồ hồi xưa anh làm gì anh bị, thì hồi xưa tôi lỡ tôi chơi này kia tiêu ma túy đó, vậy khá là vậy đó. Nó có những cái mà, nhưng mà chỉ có xã hội Mỹ thôi, còn xã hội Việt Nam thì tao nghe tao đọc báo được nghe này, những người nào mãn hạn tù vào họ
cho một cái cơ hội để tái nhập lại cộng đồng, tái nhập lại xã hội. Thậm chí khi trả về địa phương, ở địa phương còn vốn vỡ vốn, có nghĩa là em không biết có một chi tiết là được khoảng 100 triệu nữa, từ 100 triệu để mà tái lập cuộc đời, anh xây dựng cuộc đời. Nghĩa là số 1, Mỹ thì không có, rồi nó cho mà ra đường là đường luôn, suốt đời luôn. Quê con á, đây con thì cũng không biết nhiều đâu, nhưng mà ở quê con á, lấy minh chứng từ quê mình đi, thì cũng có một số ông anh á là được đây cũng đi tù, là vì khi con trẻ hay đánh lộn, hay đánh lộn này có khi đánh người ta gãy tay gãy chân á, nói chung là ngày đó họ cũng quậy mà, rồi phải đi tù thì họ đi tù quê, thì bây giờ họ về quê họ địa phương á, thì bản chất thì ở quê thì họ về đất đai của ông ba để lại thì vẫn còn nguyên đó. Rồi nói chung là họ về tái nhập lại cộng đồng. Mà những người mà con thấy ở quê con, những người đi tù về rất là giàu, vì bởi vì họ vào trong tù cũng được đào tạo, được dạy về cách làm người, dạy nghề đó, mà được đặc biệt nha, về họ có nghề nha. Có người thì làm nghề đóng cạch, có người thì làm nghề gỗ. Mà mấy ông anh làng con nó về thì làm rừng, làm gỗ, là rất là giàu. Mà thực chất thì tuổi trẻ ngày xưa như thế, ở đời có dài mới có khôn mà, biết khôn được ít mình đừng để dài, mà dài thì biết phần chớ tánh khôn. Khôn mà hiểm độc là khôn dài, mà khôn ấy hiền lành ấy dài khôn, chớ cầy mình khôn cười kẻ dài, mà gặp thôi thì kẻ dài cũng thành khôn. nói như vậy thì cái pháp luật Việt Nam mình thấy quá là nhân đạo. Có thể tái nhập những người phạm tội được hòa đồng hòa vào cái tái lập cái xã hội, rồi xong họ giúp đỡ về mặt tinh thần, về vật chất nữa, rất là hay. Nó thật là quá là nhân văn, mình phải công nhận. Đại đa số họ đã đi lao lý về thì phải 7% là họ tái nhập một cách rất là tốt. Họ về họ chăm chú làm ăn. Thì thực chất là nhiều người cũng ra tha vào lao lý, có cái là họ máu ham máu giàu, họ làm ăn có thể là bằng cách nào đó để nhanh giàu đi, rồi sao rồi các cái họ cũng mục đích là làm cho bản thân mình nhanh giàu hơn thôi. Tha lao lý, có người thì cũng bị trộm cắp cũng làm cho mình máu giàu, có người thì đánh lộn, đủ thứ chuyện đến đời. Nói chung là tuổi trẻ có nhiều cái mà nó tha vào lao lý không biết được đâu. Chú công nhận là tôi trẻ tuổi con thế, cũng đi đánh lộn, cũng đi nghịch đủ thứ, nhưng mà mình không bị, có thể là không bị đến mức mà bị xử phạt thôi. Ai cũng có, cuộc đời ai cũng phải có những cái sai lầm chứ, nhưng mà họ sai lầm được nhà nước được cải tạo rồi thì về cái chuyện hòa nhập, chuyện phải để cho người ta hòa nhập. Nếu không để hòa nhập á, người ta tái vi phạm được càng nguy hiểm hơn nữa. Mà cái này là đó cũng là một nhân khẩu, nếu mình giáo dục lại để họ là tái cộng đồng, họ lao động ra vật chất á, thì có phải là nói về GDP họ cũng là gánh vác tăng lên, tăng lên làm thêm gánh vác một phần GDP cho đất nước, đúng không? Thay vì nhốt trong tù họ chẳng làm cái gì, ra làm sao để họ tái nhập cộng đồng, để họ lao động làm ra của cải vật chất xã hội, vừa nuôi được bản thân họ, cũng là vừa tạo ra thuế hàng hóa và thuế để cho giúp đất nước một ngày phát triển hơn. Đó là gọi là nhân đạo chứ. Ra rồi không sử dụng họ thì họ trở thành những người vô dụng. Ở đây thấy họ tái nghiện lại là họ làm đủ trò. Rồi là họ ra họ ở ngoài đường thế. Thật là thấy rất là nhiều người vô gia cư ở Mỹ. Rồi là có nhiều người con nghe cái cô mấy người cô phường Cali cô quay đó, có người thì do vợ đuổi ra khỏi nhà. Đúng rồi. Họ có không? Có chứ, trời ơi, chuyện bình thường mà. Bởi vì những người đó họ. Có em ơi, thôi em ơi. Rồi có người thì kinh doanh vì làm, có những người kể là gì làm là đủ, họ làm điểm neo đó, họ làm nhà kinh doanh đấy, họ những nhà là đang kinh doanh nhưng mà bị kinh doanh thua lỗ đấy, bị mất vốn, và bị gia đình là chia rẽ vợ con, bị ly thân nữa, cho nên là họ không có nơi để bám víu, không có nhà để về, không có gia đình. Con thấy cô Phượng cô quay lên là thấy những cái trường hợp rất là thương, đáng thương, phụ từ một ông chủ mà do làm ăn xa cơ, làm ăn thì năm ăn năm thua thôi, giống như cá đồ đá banh thôi, chú có nhận không? 5 thằng ra kinh doanh thì chỉ có 1-2 thằng là thành công, còn là 7-8 thằng cũng phải là hòa vốn hoặc là thất bại, hòa vốn có thất bại. Thế mình nói vậy thì
như ở Việt Nam thì có thể làm ăn thất bại cũng có nhà để về, có những khi là thậm chí là về quê, có thậm chí là về nhà cha mẹ, ít nhất là cũng ta túc, ít nhất là ta túc để ổn định tinh thần, hoặc là cha mẹ cũng cho cái cơm ăn để mà chỗ ăn chỗ ở một thời gian ổn định và tiếp tục là công cuộc là có thể là tái lại là kinh doanh hoặc là đi làm một cái nghề gì đó, ít nhất cũng nuôi sống bản thân, không đến nỗi mà phải ra đường ở tá túc ngoài đường ngoài cầu ngoài, và đặc biệt ở Mỹ mùa đông lạnh giá, con nghĩ họ trong homeless họ trong đâu được lạnh lắm. Nó có cái nhà của chính phủ cho những người trú ngụ ở mùa đông á, nhưng mà nó quá tải, nó quá tải, cho nên vì đó họ không thể nào ở cũng được thì họ đi ra ngoài thôi, như là ngoài thì cũng dân liền cũng tạm bỡ. Giống như tiểu bang của tao thì không thể nào ở ngoài được, là bởi mùa đông vậy sao ở ngoài, và có những người chết rồi, có nghĩa là khi ta ngủ tới mà khi người ta cảm thấy là dở ra thì nó cứng thành đá, mẹ nó mất chết từ nào rồi. Cái điều đó là cái thảm cảnh của cái người homeless của Mỹ là gì? Có nghĩ một người trẻ 18 tuổi ra đời mà không được giáo dục mà được bên cạnh cha mẹ để nuôi dưỡng là bất hạnh, thì chắc chắn là cái việc mà xa vào lao lý hoặc là phạm lỗi trong cuộc sống sẽ rất là nhiều. Theo con nghĩ không có cái lời khuyên răn của cha mẹ, không có cái sự động viên, không có cái sự an ủi của người thân mình thì đứa bé nó sẽ chẳng bao giờ là người cả. Đúng rồi, đây nó 18 tuổi ra sẽ gặp nhiều cái bất trắc trong cuộc sống, đặc biệt là kinh nghiệm sống chưa có, phải dính vào các cái tệ nạn xã hội. Mà theo con nghĩ cái trường hợp mà những cái người mà homeless ngoài đường phố của Mỹ, theo cách nghĩ của con có thể là mỗi ngày phải tăng lên. Theo con nghĩ không bao giờ giảm xuống được. Thì theo chú nghĩ là người ra tù không được tái nhập cộng đồng lại cứ homeless, rồi là những người bệnh tật không lao động được, không có người cha mẹ nuôi, không cái có đó, người đó, có, đó, cũng không lấy. Cái đó nó cũng yếu tố của cái sự phát triển kinh tế có đây này. Khi đất nước mà giàu có hoặc là thịnh vượng thì cái số homeless nó càng giảm. Nó giảm là bởi vì người ta không nghĩ quẩn, họ cũng làm mày gì đó, cái ai cũng có công việc làm. Nhưng ngay bây giờ, thời điểm bây giờ, nước Mỹ hiện giờ trong tình trạng lạm phát mạnh, thất nghiệp tràn lan, đủ để nó cũng là những cái mà ngoài cái sự xã hội á, an sinh xã hội nó không có, cái vì đó nó rất gây ra khó khăn, mà càng khó khăn chừng nào thì cái hôm đấy nó càng tăng trưởng gì đấy nữa. Đó là một mặt, còn một mặt là cái sự tự do cá nhân của người Mỹ nó quá lớn, nó làm cho con người ta làm gì thì làm, nó vẫn đề cao cái chủ trương là cái tự do cá nhân. Trời vì đó là những cái còn mà thấy rõ ràng, mà nếu mà ma túy ra mà thấy cái thành phố Philadelphia, ô cái thành phố này khủng khiếp luôn, thấy khủng khiếp không? Philadelphia, con người cái người mình ngộm ra, người ngộm ra, ngộm giống như zombie, giống như cái xác chết vậy, mà nó dày đầy vậy. Nó chỉ là một cái con đường của một cái quận hạt thôi, nhưng mà mình chiếu cái điều đó mà thấy nó quay quần, trời ơi thấy thê thảm không. Việt Nam làm gì có cái chuyện đó, đồng ý là Việt Nam có người nghiện thiệt, nhưng mà nó không có nổi mà ghê gớm mà tởm lợm mình đến mức độ như vậy đâu. Thế cũng vì cái chủ nghĩa cá nhân. Cảm ơn con. Chú biết không, chúng về thì chúng cũng nhiều cái chúng chưa biết đâu. Như con ở đây Sài Gòn 25 năm thì như nhà con ở cạnh nhà chú đấy biết đó, thì như công ty con á, và nhiều công ty khác ở khu vực có đó, là một cái hạt nhân, những cái hạt nhân mà để cho chính quyền là nhiều khi ở trong khu phố con là có cô tổ trưởng á, cô anh chú khu phố á, chú có thể đi ra từng gia đình một, chỉ cần gia đình nào mà có báo cáo là họ vẫn có nhà nhưng mà kinh tế họ kiểu việc làm họ không ổn định á, họ thiếu về lương thực thực phẩm á, thì cứ hàng tháng một hai tháng là người ta lại đến công ty con, rồi là người ta lại chú tinh linh chú là cũng ủng hộ tổ của mình á, khu phố mình có 10 hộ dân họ đang gọi là khó khăn về kinh tế thì mình cũng ủng hộ, không thì họ đi gom mấy cái nhà mạnh thường quân, họ xin được nhà đi tắm cái gạo cái đó. Muối mắm rồi bắt đầu đi về bắt đầu chia ra, đây là chia cho mỗi người 10 cái gạo. Hay hiện nay mình có cái hay đó là người dân tự giác và ở đây có mình nói cái sách nó có tính đàng hoàng, coi đi YouTube và coi đây có những thằng YouTuber có nghĩa là nó chia, nó thấy họ nó có những cái mà gọi như là khốn đốn, hoặc là một ông mới coi thiền ăn qua thì có hai bà cháu, có một đứa bé khoảng 11, 12 tuổi rất là dễ thương và rất xinh gái, và mỗi lần nó đi ngang qua một cái chỗ đi xe đạp điện nó đứng ở tầng ngoài thì nó mong ước là
nó sẽ mua được một cái chiếc xe đạp điện nhỏ xíu cho con nít nó chạy đó. Dạ. Yeah. Ước mà bán vé số. Thì đùng một cái thì có một người YouTuber chạy tới. Em hỏi thăm các cái thì nói là cô bé này tới tuổi đi học mà không học để mà bán vé số được trước giúp ngoại gì đó. Yeah. Đại gái gì đó. Thì ồ ạt mạnh thường quân gửi tiền về liền. À. Gửi được ba mươi mấy triệu thì thằng YouTuber dẫn đứa bé ra hàng xe điện mua cho bộ bé một cái chiếc xe điện theo đúng nguyện vọng của bé và còn bao nhiêu tiền đưa cho ngoại để mà trả phòng trọ cái đó là một cái sự cái vô cùng biết ơn những cái sự cái mạnh thường quân mà hầu như đó là tự phát, nó chẳng phải do ai đậu đâu xứ cả. Cái đó bằng chứng cách là cái Covid á, dạ, san sẻ đó, là cái người dân san sẻ cho nhau, nó hay ở chỗ đó. Còn ở nước Mỹ thì hoàn toàn khác, họ chỉ cần chờ vào chính phủ liên bang, chẳng ai so sẻ san sẻ cho ai nha. Ở đây ở Sài Gòn thành phố như bên đây chú này, ở khu phố đó nếu mà nhà nào mà chỉ thiếu cái gì họ thiếu lương thực kia, họ làm cái đơn lên phường là trên đó bên phường gói kho, họ không có lương, có gạo có đâu á, tự nhiên là họ phát liền luôn. Và là nếu có thì xuống các cái doanh nghiệp á, những người mạnh thường quân họ xin phát hết à. Mà hầu như hàng bây giờ là hàng tháng như khu phố con ngày qua hôm kia là chùa Lá, con ở cái nhà con cạnh chùa Lá chú biết á. Ừ. Chùa Lá kho gạo chùa Lá cả chục tấn nhiều lắm, cái gì cũng có. Tức là nói chung ai khó khăn thì một là lại chùa lấy, và kể cả công nhân con đó mấy đứa hôm qua hôm kia đấy bên chùa cho gạo bọn em sang lấy nha, thì tụi bay thích thì tụi lấy. Bởi vậy nó có ăn cầu là Việt Nam không bao giờ đói được, không thể đói chứ không phải muốn đói cũng đói được. Buồn cười đây, mình lâu lâu ủng hộ mấy trăm ký gạo hoặc là thậm chí là một tấn. Ừ. Thì khu phố đó họ phân ra một bịch khoảng 10 ký, tại người cho tiền thì họ mua được mắm muối dầu ăn thương phá thịt cũng hay nha, những người mà già họ cái nhà người... giống như đồng viên chú ạ. Cái người Việt Nam mình nó có cái ý thức cộng đồng rất là cao. Có nghĩa là khi anh khổ không ai bỏ anh cả, chia ra người rất là hay vậy đó. Có nhiều người rất là nghèo, hôm trước mà có lâu rồi cách đây năm thì có một cái ông bán vé số, ông có xe ba gác ơi sao ông cũng phân ra phần quà không bao nhiêu cả, con chai dầu ăn, chai nước tương đại khái gì bình ngọt nhỏ nhỏ khoảng 100 phần quà ông bỏ lên xe, hỏi ông đi đâu vậy, ông kia ông đi phát, hỏi ông làm nghề gì, ông đi bán vé số. Có nghĩa là ông đi bán vé số mà ông chia cái phần lợi của ông ra cho 100 hộ gia đình, mà thấy thương không? Nó quá ư là có những cái sự mà nhân văn, mà ở đây mình nói là đề tự phát nè, chẳng có ai mình xúi dục ai cả. Phố với khu phố Hòn tự phát. Ừ. Trong cái khu phố đó là anh tổ trưởng với khu dân phố họ đi kêu gọi đó, lâu lâu cứ phát đợt vậy. Rồi là công an khu vực cũng làm nhiệm vụ đó, mà phương cũng giao luôn. Còn nữa là anh phải quan tâm tới người nghèo đó, nhà nào mà cảm thấy khó khăn thì có sự hỗ trợ liên à, chứ không phải để cho đến mức cái không khí lễ của hai tháng chín nó vẫn còn phản phất đâu đây, bằng chứng là cái quán cà phê này vui đến quán cà phê rồi treo cờ đậy chứ người ta cho tụi bay coi kìa, vui thích tiếng lắm đó. Rồi đây thấy chưa không khí ngày lễ, thấy chưa thấy chưa thôi ok thì này cũng hôm nay ngày lễ hôm nay thứ hai nhưng cũng có nhiều công ty đang nghỉ chú ạ, nhà nước cũng có nhiều chỗ họ vẫn được nghỉ thì bu vì ngày 2 tháng 9 là nói chung với ngày thứ bảy ngoài có nhiều cơ quan đang nghỉ á, nhưng mà đặc biệt là chú thấy đi quay cho mọi người thấy là cái không khí đón chào ngày Tết độc lập đó, là một ngày Tết luôn, Tết độc lập đó. Ừ. Cờ đỏ sao vàng rợp trời luôn. Nói chung là khi nãy như mình nói về cái là vấn đề cũng nói về homeland ở Mỹ, và mình thì mình khen ở Mỹ cũng có nhiều cái tốt, nhiều chính sách rất tốt, nhưng mà ở Việt Nam thì cũng rất nhiều chính sách cực tốt,
tức là mỗi nơi cũng có điều tốt cả, nhưng có cũng có cái dở, mỗi nơi cũng có cái dở, nhưng mà mình nói về những cái mà con người cần, nhu cầu con người cần thiết yếu, đó là cái ăn, cái ở. Ở đây cái mặt. Ở đây thì mình không có chê bai nước Mỹ gì cả, mình không chê bai nước gì cả, nhưng mình chỉ phản biện lại những cái kẻ mà người Mỹ nói tiếng Việt, nói thẳng là như vậy, họ xúc xỉa, xúc phạm đến người dân Việt Nam và đất nước Việt Nam, và họ bôi xấu, họ làm đủ trò đủ cách cả, có những chuyện có thì nói sai, không có nói chung là họ xuyên tạc một cách rất là trắng trợn, chính là mình ghét nữa thôi. Chứ thực chất là mình không chê bai bất cứ một quốc gia nào cả, bởi vì dù việc đi đến đâu thì có một cái sự là họ chỉ kiếm ăn, và họ nói một cách khác là họ chỉ làm cho cuộc sống của họ cao thôi, chứ còn thực chất là họ không có nghĩ gì. Có những người xấu miệng rồi hay xúc phạm đất nước Việt Nam thì tao ghét, tao lên tao nói thôi. Thì ok, bữa nay hôm nay chỉ có liên tán gỗ đi bằng cà phê thôi. Tạm biệt mọi người nha. Có thể ngày mai ý mình thiếu nợ nó mấy câu đâu mày. Thì nói chung là mình thiếu nợ nó trả nha. Lâu lâu mình lại xíu nói những câu chuyện lạc quan. Quên nữa rồi, mình đây là chuyện lạc quan lăng quan thôi. Lăng quan cho nó vui. Ở đây đây là tôi không có kênh YouTube. Tôi không kiếm tiền mình Facebook, tôi không kiếm tiền về YouTube, bởi vì tôi không chẳng có làm. Tôi thích thì tôi nói, tôi không thích thì thôi. Ở đây tôi không bị lệ thuộc. Tôi về Việt Nam tôi là tiêu tiền, chứ tôi không có kiếm tiền. Nói một cách khác, cho mấy người biết, tôi cũng biết. Nói vậy đó, thành ra vì chỗ đó thành ra tôi không khe. Nếu không, anh bị là tôi không sợ là cái vậy. Bởi vì đây tôi không kiếm tiền. Nói một cách khác, ở đây tôi chỉ có xài tiền mà thôi. Chưa? Nói chung là trên cộng đồng mạng cũng mong mọi người là ủng hộ chú Cầm, ủng hộ chú cháu, là mình nói chuyện là có thể là những câu chuyện góp ý đấy, chẳng hạn như làm sao để mà những người ở nước ngoài đừng để cảnh mà người ta phải sống ngoài đường, làm sao tìm những con đường phương hướng để người ta sống tốt hơn. Còn trong nước ta thì có nhiều cách để mà giúp cho mọi người, đất nước nào cũng có kẻ giàu người nghèo cả chú, thế giới cũng có nước giàu nước nghèo. Có nhiều người lấy nước Mỹ giàu để so với Việt Nam đi, tại sao không lấy Campuchia hay lấy Zimbabwe hoặc là gì Gabon hoặc là gì đó. Một cái khác trên thế giới này chẳng có cái nước nào thiên đường cả. Thiên đường là không, là do ta biết đủ là đủ, ta biết thiên đường là thiên đường, sáng ăn cơm, trưa nhậu, chiều ngủ là thiên đường rồi, đừng có bông cắt cải gì nữa cả, đừng cái thứ mà chăm chọc học dạy bánh xe bẻ giò lái cắt cái đủ thứ mệt lắm, chán. Cái này không quan tâm. Cái này là gì? Như con đây làm doanh nghiệp, con làm công ty hơn 20 năm rồi. Con bây giờ hỏi bên chính trị là bên đảng có cái gì, bên cơ quan nhà nước, con không hề biết luôn. Vì chỉ tập trung là mình ông trời ông phú cho mình nghề là kinh doanh thì mình cứ lo làm kinh doanh đi. Chính xác. Mày làm giàu. Chứ... Mày làm giàu cho bản thân mày, chính là mày làm giàu cho đất nước rồi. Rồi đơn giản chứ. Làm chính trị có những người khác làm rồi. Để có những người khác làm, họ làm giỏi hơn mình nữa, mình đâu biết gì đâu mà làm, có học hành đâu mà làm. Đó rồi. Mình chỉ học làm kinh tế thôi. Gặp tao là dốt, đặc biệt vấn đề nữa. Đó. Mà không có chính trị gì nghe gì hết. Không biết gì hết. Vậy cần cái việc gì thì cứ ra chính quyền, thiếu giấy tờ tao không làm. Này, nó không cái mà tao không tham vọng về bất cứ một cái gì cả. Tao không tham vọng về chính trị. Tao không tham vọng về YouTuber nổi tiếng, tao không tham vọng bất cứ cái gì cả. Tao chỉ lên, tao chỉ phản bác lại những rẻ nào nói sai. Ví dụ như tao ăn bánh bao mà kêu tao ăn đại khái cái gì đó cặc là tao cãi thôi, đơn giản vậy. Quan điểm của ta là gì? Muốn thay đổi thế giới, cái đầu tiên là phải thay đổi bản thân mình người ta. Tức là muốn thay đổi người khác phải thay đổi bản thân mình. Mình cái đầu là mình phải nghiêm chỉnh, phải chăm chỉ lao động, đúng không? Đó, mình phải lo cho gia đình mình phải ấm no hạnh phúc. Thì khi đó thì mình mày có thể là đi làm những cái việc to tác được. Chứ con nhiều khi gia đình mà anh nuôi anh chưa xong rồi anh lo bản thân chưa xong anh đi lo cho người khác, anh lo bản thân anh chưa xong anh bày đặt anh đi lo cho chuyện toàn chuyện thế giới. Bởi vì ta có câu là ăn cơm với muối mà nói chuyện trên núi. Bản thân chưa thay đổi khó, bản thân chưa thay đổi mà bắt người khác phải thay đổi. Cho nên là hôm nay thì cái đề tài là lễ lễ 2/9 là lòng vòng rất là vui. Hôm nay hai chú cháu đi chơi, cùng đi tắm biển về nhà nó ngâm luôn. Rồi là gọi là như là hồi âm lại một chút kỷ niệm ngày hôm qua hôm kia hả? Đúng rồi. Nói chuyện quá vui, quá vui. Ngày Tết độc lập và nói chuyện về đất nước ta
rất là tự hào về lịch sử ông cha, tưởng nhớ lại những đồng bào đã chết nạn đói 1945, tưởng nhớ lại những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ nền độc lập đến ngày hôm nay, tưởng nhớ lại những vị anh hùng mà để bảo vệ cái dòng dõi giáo chỉ người An Nam đến ngày hôm nay vẫn tồn tại và vẫn đang ngồi nói chuyện với mọi người. Chúc mọi người một ngày tràn đầy yêu thương, tràn đầy hạnh phúc. Bye bye mọi người nhé. Bye bye. Rồi.